Em chào các bác nhé. Hôm nay em hướng dẫn cho các bác sử dụng cái nồi cơm điện Hitachi ThinKat. Con này có cái mã là RZ-SV100K. Đấy. Cái con này là cái con mà nó sử dụng một cái công nghệ độc quyền của Hitachi, đó là ThinKat. Thì cái công nghệ ThinKat này là gì? Thì nó rất hay ở một chỗ là nó nấu cơm cho chất lượng cơm rất là dẻo, rất là ngon. Mà cái hà cơm thì nó lại không bị mất vitamin. Đấy, nó ngọt hạt gạo. Lý do ở đây là cái lượng hơi nó bốc ra là rất là ít. Cái tất cả những cái hơi mà nó bốc lên ấy, thì được giữ lại ở trong cái khay này. Sau đó nó sẽ được bơm ngược trở lại qua các cái vị trí các cái lỗ này. Đấy, nó bơm ngược trở lại về cái bề mặt gạo này. Nó dẫn đến là tất cả cái lượng nước nó đều ở trong cái này và nó được bị thoát ra ngoài rất ít. Đấy. Cái đấy là cái công nghệ độc quyền của Hitachi. Riêng mỗi Hitachi có thôi. Đấy. Thì cái con này nó sản xuất năm 2013. Đấy, 2013. Cái con này nó bảo là áp suất lén của nó đến 30 kPa. Đấy. Có nghĩa là nó áp suất ở trong nó sẽ rất là cao. Đấy. Thì con này sử dụng nó cũng tương đối là dễ, nó cũng không có gì khó cả. Thì đầu tiên thì đây là mình đã việt hóa tất cả những cái nút như thế này. Đây nút tắt này, đây nút bật này. Đấy, đây nút hẹn giờ này. Đây chỉnh giờ phút này. Đây nút chọn gạo này. Đây nút chọn chế độ nấu này. Đây nút eco, chọn chế độ eco này. Đấy. Thì ở trên này mình sẽ việt hóa hết tất cả những cái dòng. Đây cái dòng này là dòng trên này, là dòng chế độ thì ở bên dưới. Ví dụ bây giờ là chọn gạo. Thì đây cái nút mũi tên này nó đang ở đây. Có nghĩa là đang gạo thường. Gạo không vo này. Đấy, ngũ cốc này. Gạo lứt này. Lại gạo lứt nữa này. Đây là chế độ nấu ăn. Nấu đồ ăn. Đấy. Thì được. Còn ở dưới này là chế độ nấu. Thì đầu tiên này. Đầu tiên đây là nó đang ở chế độ nấu. Nấu này là nấu thường. Nó đang nhấp nháy ấy. Đấy, thì đây đến đây. Ấn nút này này. Đây. Thì đây là chế độ nấu cơm ngon. 42 phút. Đây là nấu gạo mới. Đấy. Đây là nấu nhanh. Đây là nấu nhanh này. Cái nút này dán nó bị lệch sang bên này nên ra là đấy, được rồi. Đây là nấu sôi. Đây là nấu cháo. Đấy. Thì cái chế độ nấu ngon nhất là cái chế độ nấu thứ hai này. Đây là chế độ ủ. Cái này ở riêng cái nồi này nó lại không có nút ủ ở trên này, không có nút ủ. Nên là nếu mà muốn ủ thì sẽ phải chọn xuống cái dây cùng này, vẫn ở nút chế độ này và chọn xuống nó nhấp nháy ở dây cùng này, thì chọn chế độ ủ, xong rồi ấn start. Thế là nó chuyển về cái đèn ủ rồi, nó nổi lên. Đây là chọn chế độ ủ. Đấy, nó không có nút ủ ở trên này nhé. Tắt đi. Thì bây giờ nấu cơm thì đầu tiên là chọn gạo thì chỉ cần chọn một lần thôi. Đấy. Đó, thì xong rồi là chọn chế độ nấu. Chọn chế độ nấu cơm ngon. Hết 42 phút. Nếu mà bật chế độ eco lên. Đấy. Thì nó nấu hết 44 phút. Chế độ eco, chế độ nấu cơm ngon và tiết kiệm điện. Đấy. Sau đó ấn nút bật. Vậy thôi.
Vậy là nó bắt đầu nó chạy rồi. Đấy. Bây giờ muốn hẹn giờ. Hẹn giờ thì đây, bấm vào đây. Thế tức là 6 giờ 30 là đã có cơm để ăn. Đấy. Đây là 7 giờ tối thì có cơm để ăn. Đây là hẹn sau 30 phút nữa thì nó bắt đầu nấu. Đấy. Có thể tăng giảm ở đây. Đấy. Có thể chỗ sau khi bấm hẹn giờ xong, giả sử như là hẹn 6 giờ 30 thì bấm nút bật. Đó, đèn hẹn giờ nó sáng. Đấy. Thì 6 giờ 30 cho cỡ gạo vào thì 6 giờ 30 hôm sau sẽ có cơm để ăn. Đấy. Tắt đi. Bật chế độ eco thì cái đèn eco nó sẽ sáng lên. À, các cái tất cả những cái chế độ này á là sau khi mình cài đặt rồi ấy, thì nó sẽ tự lưu lại. Lần sau mình chỉ việc bấm bật và tắt thôi chứ không cần phải cài đặt lại. Đấy, gần như nồi nào cũng thế. Có những cái nồi bấm hai lần nó tắt thì là nó sẽ reset về cái trạng thái ban đầu. Mà con này thử bấm nhưng mà nó không được, có nghĩa là nó không có chế độ đấy. Đấy. Cảm ơn các bác đã quên cái con nồi này. Thì ở chỗ em bán ấy, thì em đã lắp sẵn những cái bộ đổi nguồn. Ví dụ như các bác đây là ổ cắm hai điện 220 này. Đấy. Thì giả sử mình cắm vào. Đấy. Cũng không sao cả. Cắm vào phải chạy. Đấy. Đây nhá. Đây là ổ cắm 110 này, qua ổ ly hoa của Nintendo này. Đấy, cắm vào nó cảnh báo. Bấm không được gì nữa. Đấy. Nên là cái lồi này, tất cả những cái lồi này em bán ra thì em đều bảo hành 25 trở lên. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Có gì thì các bác có mua đồ Nhật thì liên lạc với em qua thông tin ở phần mô tả. Nếu các bác thấy hay và hữu ích thì like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào các bác.